Hello, chú Rum xin chào tất cả các anh em đã đến với video tiếp theo trên kênh YouTube Rum Liên Quân nha mọi người. Ok, đầu video thì chú Rum chúc các anh em xem video thật vui vẻ và có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui luôn mọi người ơi. Ok, trong trận đấu ngày hôm nay, chú Rum chơi vị tướng quá là đẹp luôn. Đó chính là một mạng này con. Gãi đấy, solo lắm. Rồi bắn đầu quá, bye bye. Tại mình ít máu hơn thôi, chứ có gì đâu mà ráng nó. Rồi, ok, vị tướng mà quá đẹp này đó là Theonat, tân niên vệ thần. Kinh 3 ếch nha mọi người. Con cáp này nó cứ kiếm chuyện với tôi hoài ta. Mày muốn về, hai bồ với chân nè. Quỷ này in đi một phát. Lẹ. Không kịp mọi người ơi. Ok, tân niên vệ thần nha, skin 3 ếch. Có lẽ là tới năm nay thì tân niên vệ thần sẽ ra lại á mọi người, sẽ được ra mắt lại á. Và skin Tết thì không biết là sẽ tướng nào đâu nha. Ui da, Alan đứng đây ăn gọng một bình luôn hả? Ô gan thế nha. Rồi, trận này thì Vaheo tranh AD với mình. Nhưng mà không không lo nha. Hai AD ép các Phoenix sợ mà lỡ luôn. Team bạn cũng có bị tranh nữa mà là tranh hai rừng nha. Thì team bạn không có SP luôn. Thì làm sao mà Caffeine chịu nổi mọi người, sao mà chịu nổi cho được. Rồi ôi, bật chiêu một lên của cái skin này quá đẹp đi á, kiểu như là nhuộm đỏ cái bản đồ luôn á, quá đẹp. Được tăng tầm nhìn ra cái là bởi vì Willen đầu game là Willen nói đó mọi người, skin đẹp vậy, thêm một cái nữa là điêu thuyền cho bạn nha. Trời ơi, tầm không tới nó kìa, tức ghê ta. Ê, Willen ra đây mày, mày giống mày cái đấy. À, một cái ngay cái đầu của mày. Làm sao mà muốn giết người ta bộ dễ lắm sao? Cứ nhào thôi. Rồi còn lên túi đây ta. Điêu thuyền trên mình bên kia cũng dùng điêu thuyền quay nữa. Trời ơi, thứ gì chịu nổi. Cáp.
sơ hở là anh ti, sơ hở là anh ti nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Bạn có tinh linh thì mình cũng có tinh linh vậy bạn. Trời ơi, cáp này hơi bị lon, hơi bị lon luôn. Rồi mình ở đây mình lấy trụ luôn, lính vô rồi. Ờ à, có một con lính một à, thôi bắn nhiêu được nhiêu nha. Cáp bên đây này chơi là thấy tiêu rồi, lấy trụ được rồi luôn rồi nè mọi người. 2020 bỏ cái skin này, tết năm nay thì skin này có lẽ sẽ được ra mắt lại nha mọi người, ai chưa có thì tranh thủ nha, tại vì đây là cái skin thì phải gọi là đặc trưng nhất là của theo nát luôn á mọi người, quá đẹp. Thôi 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 không vô được nha, mình đứng đây với điều thuyền đi coi coi có ai húp được không. William kìa, William kìa, William kìa, William nó muốn ra bắt bà heo, William muốn bắt bà heo mọi người. Bắn 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 bắn, thà một cái nữa, trời ơi, bắn bắn giết được nha heo kìa. Cáp rồi, cáp chết là tóc biến lên nè bạn ơi. Mày rồi hai đứa kia rồi ta. Ê William tới, úi rồi ba đứa chứ mấy, ba đứa chứ mấy. Rồi ok chứ chiếc bao kêu, trời ơi chiếc bao kêu chứ làm sao nữa. Thằng ơi hên là phản xạ tốt đó nha, nhìn map nha, thấy bóng của William tới nha. Rồi vừa mai lên được cái thánh kiếm, tại vì chú Râm thường á, chú Râm sẽ lên rồi về tóc đánh. Ê, hai đứa quỷ này nó đứng lại đứng gần tao, bye bye, tao không biết gì đâu nha, đứng gần tao. Thường chú Râm lên rồi về tóc đánh thì chú Râm sẽ lên cái món đồ tăng cái kháng hưởng trước, đó là cái song đao hả ta, cái song đao á, để có thể tăng hay kháng hiệu ứng được. Chứ mà lên cái thánh kiếm sớm cái là ít cái kháng hiệu ứng là không chịu nổi đâu mọi người ơi, bởi vì đam lúc đó thì đam mình không có được nhiều đâu, nhưng mà được cái mình tăng được cái kháng hiệu ứng thôi. Ê trong buổi chém chết ba ơi, ai vô mày vậy ta. Eron Erut à, top trên bạn là Eron à, cũng được quá nha. Trên bạn có Alan nè, rồi còn Eron Erut nữa. Rồi Willen nữa. Nhưng mà các bạn chơi game mà cứ tranh kiểu này hoài là khó win lắm. Rồi đâu rồi? Ê Amelie. À Amelie bắn không tới. Trời ơi, rồi nó cho mỗi Vedet thôi, xử nó Vedet thôi. Ê đồng à, Alan, trời ơi Alan bắn có mấy phát chết rồi ta. Thằng ơi, Amelie bật anti lên. Chưa kịp rặn gì hết. Chết nha. Làm quá to rồi mọi người ơi. Đúng là cái sự kinh xịn có khác nha. Đứng đó mà anh ti hoài đi ba, không thấm một chút nào luôn á. Ba không chịu đi farm kiếm độ đi. Ui da, ui da, bắn nè. Trời ơi, cáp cái này, tóc biến luôn nè. Mi hả bưởi. Ê còn lính không ta. Ê con sơ mất này hả. Ui là trời, nguyên con cái sơ bự bà. Rồi xong đợi tôi bà. Ủa sao con cái sơ nó chết sớm quá vậy. Trời, tôi tưởng là nguyên con cái sơ nằm, nó bự, nó còn trong trụ nên tôi vòng ra lại. Ai mà về đâu con cái sơ mất tích. Con cái sơ mất dịch. Làm chết. Để núp đây. Ê Quy Lan. Rồi cắp đi. 1 bắn, 2 bắn, 3 bắn, 4 bắn. Ôi trời, 4 bắn chết luôn á. Bỏ cái tặc đi cẩn thận nha. Ở tôi chưa lên cái việc thằng cung luôn á mà 4 bắn chết rồi. Lên việc thằng cung chắc 2 bắn quá à. Bum một cái này mày, trời ơi xém chết như con. Chạy liền rồi có trụ luôn, sao thủ nổi. Có lẽ là win rồi đó, bên kia có trụ luôn là ba đường siêu cấp luôn rồi, nhanh ghê luôn á. Rồi Willen hết anh ti vậy, vậy ra đây quẹt không tới. Rồi ê, cho tao lấy cái mảng đó đã. Đừng 1 bắn, 2 bắn, 3 bắn, 4 bắn, 5 bắn. Thằng ơi, chưa kịp lấy cái bản nữa rồi quên ngay. Rồi ok, chú Râm chào tất cả các anh em ha. Hẹn mọi người vào cái video tiếp theo. Bye bye.